xin chúc mừng sinh nhật tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba tổ chức với sự tài trợ của công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Đến với chương trình chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay có 3 thí sinh tham gia, cả 3 thí sinh có độ tuổi khác nhau nhưng họ đều có cơ hội ngang nhau, sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng đặc biệt với trị giá 50 triệu đồng. Và bây giờ xin mời quý vị hướng về màn hình xem họ giới thiệu như thế nào. Có thói quen thích chụp hình chung với bạn gái của những thằng bạn, đỉnh cao thì mặc đỉnh cao, trèo lên cục đá, tao cao hơn mày, Hàn Quốc lạnh, gái cao 8 thước, Sài Gòn nóng, bé lùng sủng vẫn xinh. Xin chúc mừng sinh nhật Nguyễn Minh Trí. Tuy em không cao nhưng người khác phải cúi nhìn, lên tới núi rồi mà chẳng tìm được một anh chàng nào làm người yêu, biết đâu một nửa của tôi nằm trong mấy đám hoa này. Xin chúc mừng sinh nhật Hoàng Thiên Ngọc. Tôi ngoài 40 tuổi nhìn khác gì đôi mươi, thỉnh thoảng ngồi nhớ lại thời xa vắng nay còn đâu, vừa mới cúng Phật xong game chúc mừng sinh nhật alo tôi liền. Xin chúc mừng sinh nhật Lâm Ngọc Lan. Xin chào bạn, một anh chàng rất điển trai trong ngày hôm nay. Cảm bạn đâu có cảm giác như thế nào? Hôm nay em rất vui. Rất vui. Nếu như hôm nay bạn phải chọn lựa, bạn sẽ được người yêu hôn bạn thật lâu và bạn sẽ có giải thưởng 50 triệu đồng, bạn sẽ chọn điều gì? Chắc là em sẽ chọn cả hai được không anh? Chọn cả hai hả? Dạ. Vậy thì tham lam quá. Em cũng hơi tham lam một chút rồi. Theo tôi thì bạn cứ chọn người yêu hôn thật lâu đi, hôn xong rồi mình lấy tiền sau, đúng không? Cũng được. Đối với chương trình này, bạn đi với người thân nào? Hôm nay em có mẹ, chị và em của em đến cổ vũ cho em. Thì họ ngồi ở phía kia. Xin chào bạn Ngọc. Bạn có ấn tượng gì trong những ngày sinh nhật của bạn? Sinh nhật của em thì cũng có nhiều ấn tượng nhưng mà chắc là sinh nhật này là ấn tượng nhất đối với em. Sinh nhật hôm nay không những là bạn bè người thân của bạn mà tất cả khán giả đang theo dõi chương trình đang chúc mừng sinh nhật cho bạn. Và anh Linh nữa. Hôm nay thì bạn hãy nhìn hết trường quay, bạn có thấy ai là người dễ thương, ai là người ấn tượng nhất của bạn? Em nhìn rất là nhiều và người ấn tượng nhất của em là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã có người yêu chưa? Bạn đã có người yêu chưa? Chà, em giấu chứ em lớn tuổi rồi mà không có nói cái gì kỳ lắm. Không có thì Quyền Linh còn một người em rất giống Quyền Linh. Và người thân của bạn gồm những ai? Người thân của em hôm nay là em trai và cháu của em đang ở kia. Chị Lan đã bao giờ tổ chức sinh nhật mà đông người như thế này chưa? Thì chưa có lần nào tổ chức sinh nhật, chỉ có một lần này duy nhất. Chưa lần nào chị tổ chức sinh nhật, đây là lần duy nhất của chị. Đúng. Cảm giác như thế nào? Thì nói cho đúng ra là mình cảm thấy mình hơi buồn. Nhưng mà lần này mình được tổ chức sinh nhật cho mình thật hoành tráng, trời quy nghi như thế này và đông người như thế này, mình vui mừng và mình phải nói là hạnh phúc, xúc động luôn. Như vậy mà thậm chí nhiều khi hả tối ngủ còn không được. Đến nỗi chương trình nó mời là alo chị Lan ơi, sáng ngày mai chị có mặt đúng 7 giờ nha chị. Và chị đã đến lúc mấy giờ? Quyền Linh biết tôi đến mấy giờ không? Mấy giờ chị? 4 giờ sáng. Trời ơi. Và lần đầu tiên chương trình tổ chức sinh nhật cho chị, chị muốn mọi người đi quà là gì? Nếu mà ở tại đây thì muốn tổ chức sinh nhật là mọi người đều vui mừng, chúc mừng cho mình bằng những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Chắc chắn là như vậy rồi. Và chị sẽ có phần thưởng rất là hấp dẫn. Và bây giờ chị sẽ cho biết người hôm nay chị đi với người thân của chị là ai? Dạ, hôm nay đến cổ vũ cho người thân gia đình, đó là ba, chị, chồng và hai đứa con. Xin mời. Chúng ta vừa nghe ba người chơi giới thiệu về mình. Và bây giờ chúng ta hãy để lại sau lưng tất cả những nỗi buồn, tất cả những muộn phiền, và hãy đến với chương trình chúc mừng sinh nhật để có cơ hội nhận được 50 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở chương trình chúc mừng sinh nhật chúng ta sẽ có 3 vòng thi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì 3 người chơi sẽ trả lời 3 câu hỏi. Và bây giờ xin mời tất cả chúng ta hướng về màn hình. Câu hỏi số 1 bắt đầu.
thử đoán cho mình nhiêu tuổi. Nói trước nha, già lắm rồi đó. Phải đoán cho đúng nha, đoán đúng mới có thưởng nha. Đây là một anh chàng diễn viên rất là dễ thương, rất là hài hước, tên là Zen Rui, đang diễn tại kịch Phú Nhuận. Anh ta diễn những cái vai rất là ấn tượng như là vai nước ngoài, vai những đứa trẻ bụi đời này kia. Và bây giờ các bạn sẽ đoán xem Zen Rui năm nay bao nhiêu tuổi. Bây giờ xin mời, còn bao nhiêu quý vị đoán bao nhiêu? 28. Bây giờ xin mời bạn Trí, bạn sẽ đoán bao nhiêu? Nghĩ anh Văn Rui này khoảng 35. 35. Rồi, số này, bà Ngọc. Mấy? 40. Bà Ngọc 40. Chị Lan 38. Tôi nghĩ rằng Gen Z năm nay chỉ độ khoảng 30 thôi. Bây giờ ta xác định lần nữa bao nhiêu tuổi? Bây giờ sẽ là đáp án. Ủa, có Văn Rui biết bao nhiêu không? Người ta thường gọi là tuổi của sư phụ á, 35 tuổi rồi đó nha. Đi đâu anh? 35 tuổi. Như vậy là chúng ta vừa bước đến câu hỏi số 1. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 bắt đầu. Chào tất cả các bạn. Câu hỏi cho các thí sinh này là năm nay Hương Giang bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn may mắn. Cố lên, cố lên. Đây là diễn viên điện ảnh và sân khấu Hương Giang, Hoa hậu điện ảnh năm 1992. Và sau đó thì cô đóng một vài phim như Những đứa con thần linh. Quý vị có biết là Hương Giang năm nay bao nhiêu tuổi không? Ai đoán được nào? 30. Bên đây bao nhiêu? 38. Bên đây bao nhiêu? 28. 35. 32. 30. 32 luôn. Bao nhiêu? Bên đây 35, bên đây 32. Bạn Trí sẽ đoán bao nhiêu? Các bạn nữ, nữ thì thấy khó đoán quá. Khó đoán, đoán được. Bạn phải quyết định ngay bây giờ bao nhiêu? 32 ạ. Rồi, xin mời bạn Ngọc. 32. 32 luôn, xin mời chị Lan. 28. À, người 28, hai người 32. Còn bây giờ sẽ là đáp án chính xác. Bật mí cho các bạn biết nha, Hương Giang năm nay 37 tuổi rồi đó. À, có lẽ là diễn viên á, thì khi mà lên sân khấu thì hơi trẻ hơn đúng không? Vậy mà chị Lan đoán 28 tuổi thôi. Sau chương trình này chắc chắn Hương Giang sẽ gọi điện cho chị Lan và nói chị Lan ơi đi ăn chè. Qua hai người rồi, chúng ta sẽ đến với người thứ ba. Bây giờ câu hỏi số 3 bắt đầu. Anh gắn liền với ca khúc Đất Phương Nam. Lúc này ca sĩ Tô Thanh Phương bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Tô Thanh Phương xuất thân từ quê quán là Minh Hải. Anh rất dễ thương. Và bây giờ sẽ đoán anh bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 40. Bên đây bao nhiêu? 40 luôn. 43. 37. Bao nhiêu? Trời ơi, ta vậy mà đoán 48. Bao nhiêu? 43. 43. Tóm lại là bao nhiêu? Tí bao nhiêu? Ngọc bao nhiêu bấm vào bàn phím. Và chị Lan bao nhiêu bấm vào bàn phím. Tất cả đã có số điểm để xem ba người chơi đoán có đúng với khách mời không. Xin mời. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã trải qua ba câu hỏi thật là thú vị đúng không các bạn. Chúng ta đã kết thúc vòng 1. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho thí sinh ngồi vị trí ở giữa, Hoàng Thi Ngọc, có số điểm thấp nhất. Chào mừng quý vị đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và bây giờ ở vòng 2 này, câu hỏi sẽ khó hơn. Vì ở vòng 2 này, nếu như đoán chính xác số tuổi của khách mời thì chúng ta sẽ có cơ hội âm 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi ở vòng 2 này. Xin mời tất cả thí sinh tập trung nhìn về màn hình. Và bây giờ, câu hỏi số 1. Con xin chào quý vị khán giả, con là Nam Anh, còn đây là ba con, mẹ con và chị Nam Phương. Vậy cho con xin hỏi là tổng số tuổi của cả gia đình con là bao nhiêu? Nguyễn Quốc Nam Anh và Nguyễn Quốc Nam Phương, hai chị em gái tuy tuổi còn nhỏ đã đạt thành tích rất xuất sắc trong môn tiếng Anh. Hai chị em đã đạt được chứng chỉ tiếng Anh của hai trường đại học nổi tiếng, đó là Cambridge và Oxford. Năm Nam Anh 6 tuổi, em đã thi lấy được bằng chứng chỉ TOEFL trên 500 điểm.
Tổng số tuổi của gia đình ba mẹ và hai người con. Xin mời, đoán đi, bao nhiêu? Bao nhiêu? À, ở đây là khoảng chừng là 35 nè. 35, 70, 2 người, 40, khoảng 101. 120, mấy? 95, trời ơi, nhiều quá. 95. Bao nhiêu bấm chưa? Trí bao nhiêu? Xin mời bà Ngọc. Bao nhiêu? Bây giờ thì số điểm của 4 người cộng lại là bao nhiêu? Tôi năm nay 42 tuổi. Tôi cũng 42 tuổi luôn. Dạ con 16 tuổi, và con 11 tuổi. Tổng cộng là 111 tuổi. 111 tuổi. Đây là cơ hội cuối cùng để đến với vòng đặc biệt. Câu hỏi số 2 ở vòng 2 trong chương trình Chúc mừng sinh nhật bắt đầu. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm hiện là giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Anh còn tham gia vài vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Nhưng mọi người biết đến anh nhiều hơn trong vai trò MC. Đây là những bức ảnh của gia đình nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin hỏi tổng số tuổi của 4 thành viên trong gia đình nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm là bao nhiêu tuổi? Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, hai vợ chồng và hai đứa con, bao nhiêu? Bao nhiêu? 151. Bao nhiêu? 52. Ít vậy. 121. 105. Và bây giờ xin mời bạn Trí. Bao nhiêu? 123, đi lên. Cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng. Xin mời bạn Hoàng Thị Ngọc. Bao nhiêu? Rất hồi hộp, rất hồi hộp. Xin mời chị Lâm Ngọc Lan. Cơ hội cuối cùng xác định chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ biết tổng số tuổi của gia đình nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. 123. 123 tuổi. Và bây giờ là những giây phút rất hồi hộp. Hả? À, sao ạ? Anh đang chúc mừng em lọt ra. Đừng chúc mừng em lọt ra đúng không? Bạn đang thấy rung thôi. Toát mồ hôi tay luôn anh ơi. Toát mồ hôi tay luôn. Hồi nãy giờ bạn đoán trúng được bao nhiêu phần trăm? Như 50-50 á. 50. Chúc mừng bạn Ngọc. Bạn Ngọc đã bước ra. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là Happy 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 Birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Quyền Linh xin đại diện cho nhà tài trợ công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone trao phần thưởng 20 triệu đồng cho bạn Nguyễn Minh Trí. Bạn sẽ có tổng thu được là 23 triệu đồng và 3 phần quà cho 3 người. Chị Lan có 2 triệu đồng và bạn Ngọc có 3 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Một lần nữa chúc mừng cả 3 người chơi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và giờ đây chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lasta thực hiện, phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ 20 phút tối thứ Sáu. Thưa quý vị, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng để ta bước đi trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, và nhất là đối với những thí sinh của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Bao năm qua, những khó khăn dường như đã trở nên quen thuộc, có thể nói rằng nó cứ dai dẳng đeo bám, tưởng chừng có lúc làm họ kiệt quệ về thể chất cũng như tinh thần. Ấy vậy mà vẫn còn có những con người không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Bao năm qua, họ luôn đấu tranh cho chính mình và từ đó tìm ra hy vọng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và làm quen với gia đình anh Nguyễn Hồng Ba và chị Đặng Thị Nga, ngụ tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cô con gái út của anh chị ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư máu. Cuộc sống gia đình anh chị đến giờ vẫn còn rất bấp bênh. Xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, một ngày đầu hè oi ả. Những cánh đồng bắt đầu phủ lên mình một màu xanh tươi tốt, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Những ngọn núi xa xa vẫn sừng sững như chưa từng trải qua những biến cố to lớn. Chỉ có những người trong căn nhà này là phải từng gánh chịu những mất mát đau lòng. Chúng ta đang đến với gia đình anh Nguyễn Hồng Ba và chị Đặng Thị Nga. 2 năm về trước, ngôi nhà này với 5 thành viên luôn đầy ắp tiếng cười dù cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn. Niềm vui nhỏ bé giản đơn đó bỗng vụt tắt vào một ngày giữa tháng 6 oi ả. Khi ấy, người con gái út của anh chị đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu. Ngày em Trang Thùy còn tồn tại trên cuộc đời này, chương trình Vượt Lên Chính Mình vừa trải qua một chặng đường chưa dài lắm. Nhưng khi ấy, chính em đã đặt niềm tin vào chương trình vì em biết cuộc sống gia đình em đang gặp rất nhiều khó khăn. Em gợi ý với bố mẹ nên đăng ký tham gia chương trình để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Rồi căn bệnh kéo đến, cả gia đình như quên đi những gì xung quanh để lao vào cuộc chiến giành lấy mạng sống cho em. Một cuộc chiến không cân sức, anh Ba, chị Nga đành bất lực nhìn đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền và học giỏi ra đi mãi mãi. 2 năm trôi qua, vẫn tiếng mái xe lá buông chạy đều đều trong ngôi nhà này. Vẫn những bàn tay lao vào công việc không biết mệt mỏi. Sức khỏe của anh Ba mỗi ngày một yếu đi vì cơn hen suyễn hành hạ. Bước chân của chị Nga ngày một khập khiễng hơn vì di chứng từ những năm tháng chị đi thanh niên xung phong bị tai nạn. 2 người con lớn của anh chị thì phải nghỉ học sớm để đỡ đần bố mẹ. Nghề đang manh rối như là nguồn thu nhập chính của họ, cố gắng kéo dài hơn một cuộc sống chỉ vừa đủ miếng cơm và manh áo. Hôm nay đến với gia đình anh Ba, chị Nga để thực hiện những dòng phóng sự này, chúng tôi đón nhận một sự trùng hợp đầy xúc động. Hôm nay, ngày giỗ 2 năm, ngày em Thùy Trang ra đi mãi mãi, những ký ức về niềm hy vọng to lớn nhất của anh Ba, chị Nga lại ùa về. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má. Hồi đó em cũng thích học, sau này gia đình nợ khó khăn rồi không có cho em học nên em nghĩ em đi làm phụ giúp gia đình được cái tiền cho em ăn học. 2 chị em gái mà giờ em đi rồi còn mình, em rất là buồn. Mình nghỉ học rồi nhường cho em mình học mà giờ em mình đang nghỉ rồi, giờ nhà không còn ai rồi, em buồn lắm. Cái năm làm ăn thất bại thì vợ chồng cứ đỡ cho con ở nhà là tự 2 đứa nó vợ nhau ở nhà nhau nó đàn ăn. Vợ chồng đi làm mướn ở Duyên Khánh đó. Rồi khi mà về nhà là khi trước khi cháu mắc bệnh là ở nhà ông xã với lại thằng con nó đã bệnh rồi, bệnh kẻ tháng mấy cho nên là khi mà đi làm tiền trong cái tháng ra về thì lo cho ông xã với lại cái thằng con trai, cho nên khi cháu nó phát bệnh xuống thì nói chung thì ở nhà cũng không còn tiền nữa. Khi chở cháu vô bệnh viện ở trong đó bác sĩ nói thì bây giờ cháu không cách nào chữa trị được hết rồi, cháu bị ung thư máu giai đoạn 3 rồi, chở cháu về nhưng mà lúc đó mẹ mà sao chở con về gì được. Đó là niềm an ủi cuối cùng mà nghĩ là gia đình khó khăn là chị nó là nghỉ học nửa chừng để lo cho gia đình rồi. Còn cái thằng anh thì nó bệnh rồi, nó chỉ làm những công việc nhẹ chứ nó đâu có làm cái việc gì mà để giúp đỡ cho gia đình đâu. Còn chỉ có một mình nó là niềm an ủi cuối cùng, nó vừa học giỏi mà vừa ngoan hiền nữa, thông minh, ai cũng thương hết rồi, mình cũng rất là hy vọng cho nó chứ. Tại trong khi mà làm ăn nó thất bại xuống rồi thì cái công việc làm nó bấp bênh lắm.
mai thì có người thì thôi mình làm được ngày hai ngày, rồi có bữa thì người ta nó không mướn mình, thì bắt đầu cũng làm không trúng đợt gì hết ấy, rồi cũng chạy núi rừng rồi cũng làm, thành cái người nó không có ổn định, thành thu vô nó không được nhiều. Phải mình có cái người gì đó là nó ổn định, rồi mình thu lương hàng tháng thì mình góp vô mình trả được con hàng. Lúc đó là mấy 10 triệu là để chăn nuôi, mà mấy cái năm đó là mới nuôi heo là heo nó rớt giá, nó bệnh dịch nó rớt giá, cho nên là ở gia đình cũng rất là khó khăn. Cứ mỗi lần cân một lứa heo ra là lỗ hết mấy triệu, một lần cân lứa heo ra là lỗ hết mấy triệu, cho nên khi mà lỗ quá nhiều rồi không có còn đủ tiền nữa này, thì là không có thể gây vốn nữa để trả cho ngân hàng, cho nên là từ lúc đó rồi tiếp đến là gia đình gặp hoạn nạn rất là nhiều, cho nên là cái số tiền đó nó cũng không có còn tồn tại. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình của anh Nguyễn Hồng Ba và chị Đặng Thị Nga. Ngày xưa xưa lắm, anh đã từng chinh phục tất cả các ngọn núi ở nơi đây. Anh là người sáng sớm leo lên núi tìm những cái dây rừng để về tạo ra những cái mành mây tre lá, hay là những cái vỉ như thế này bằng dây buông. Đối với anh là những đỉnh núi là chuyện bình thường. Và sau một thời gian anh bị hen suyễn thì anh đã nghẹt thở và bị ngộp, và cảm giác như mình không thở được và anh lại ngất đi. Sau đó thì anh không còn trèo lên đèo nữa. Đối với anh bây giờ đèo cao thì mặc đèo cao, nếu đèo cao quá thì ta không trèo, mà trèo quá bị ngộp thì sao. Trong khi anh bị bệnh thì đúng lúc là có một đứa con lại bị bệnh ung thư. Vì vậy vì tất cả những số tiền gia đình làm được dồn vào để lo trị bệnh cho con, nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo nên con của anh chị cũng đã ra đi. Và hiện nay gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế gia đình. Chị vay số tiền của ngân hàng 10 triệu đồng từ năm nào ạ? Dạ, vay 10 triệu đồng của ngân hàng từ năm 2002. Cảm ơn chị. Hôm nay gia đình chị sẽ xóa đi số nợ nếu như vượt qua hai vòng thi. Ở vòng thi 1, gia đình có nhiệm vụ là xe dây và nối dây. Đây là những sợi dây buông. Con của chị và cháu của chị có nhiệm vụ mỗi người sẽ xe 8 sợi dây buông, và hai người ở bên vị trí này sẽ xe 16 sợi dây buông. Còn ở bên vị trí bên kia, chị và đứa con sẽ có nhiệm vụ là nối dây buông. Mỗi người sẽ nối 16 sợi dây buông này với nhau, hai người là 32 sợi dây buông trong 1 phút 30 giây. Chúng tôi muốn thấy 16 sợi dây buông đã xe và 32 sợi dây buông đã buộc lại với nhau, nối lại với nhau nằm ở trên bàn này. Nếu như gia đình thực hiện được điều đó sẽ xóa đi 50% số nợ là 5 triệu đồng. Xin mời em kiểm tra đồng hồ. Không. Và bây giờ 1 phút 30 giây chuẩn bị. Bắt đầu, bên kia cũng hoạt động đi. Nối dây, nối 32 sợi dây. Nối 32 sợi dây lại với nhau. Nhanh lên. Bên đây là mỗi người sẽ xe 8 sợi dây buông lại với nhau. Nhanh lên con. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa chị. Mấy sợi rồi. Bây giờ đây 2, 4, 6, 8. 8 sợi. 2, 4, 6, 8. Mỗi bên còn 8 sợi nữa. Nhanh lên nữa đi. Nhanh lên nữa. Rất là hồi hộp. Bây giờ là 2, 4, 6 sợi rồi. Nhanh lên con. 5 sợi, 6 sợi rồi. Rất nhanh. Còn 3 sợi cuối cùng bên đây còn mấy sợi đây? Bên đây còn 3 sợi nữa. Nhanh lên chị. Thời gian rất nhanh, trời rất nhanh. Xong rồi chúng ta lấy dây đem lên kia. Một người xong rồi. Còn chị nữa. Cố gắng nhanh lên nữa chị. Những dây cuối cùng. Nhanh lên. Những dây cuối cùng. Tất cả bà con bình tĩnh. Tôi nghĩ là hiện nay hiện trường rất là sôi động, vì ai cũng đang rất hồi hộp cho gia đình của chị Nga và anh Ba. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và những sợi dây này
32 sợi dây đã nối liền với nhau rất chặt, đã hoàn thành 32 sợi dây nối với nhau. Bây giờ gia đình sẽ kiểm tra đồng hồ, con thấy thế nào? Con thấy rung. Con thấy rung đúng không? Hồi nãy con thấy con làm nhanh không? Về nhanh. Rồi bây giờ có vui hay là buồn đây? Hồi hộp quá. Hơn 10.000 khán giả cũng đang rất hồi hộp và căng thẳng. Bây giờ em đọc lớn lên giùm anh Quyền Linh. Số căng thẳng quá. Số mấy? 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. Xin chúc mừng cả gia đình. 1 phút 30 giây. Vâng, tất cả các người chứng kiến được niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình của chị Đặng Thị Nga và anh Nguyễn Hồng Ba. 1 phút 30 giây. Anh đã xóa đi số nợ 5 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình. Chúng tôi kính mời bà Phan Thị Sen, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Bình, sẽ đại diện cho xã để trao phần xóa nợ 1 5 triệu đồng cho gia đình anh Ba và chị Nga. Xin mời. Xin chúc mừng gia đình anh chị. Cuộc sống là những chuỗi ngày dài của hạnh phúc và khổ đau. Những khổ đau đã từng tồn tại quá lâu thì cũng đến lúc hạnh phúc tìm đến để cân bằng cho cuộc sống. Và cũng như gia đình của anh Nguyễn Hồng Ba và chị Đặng Thị Nga đây, những đau khổ khó khăn đã quá nhiều rồi, từng mang những gì quý giá nhất rời xa anh chị, thì một chút niềm hạnh phúc nhỏ bé từ chương trình Vượt Lên Chính Mình sẽ là khởi đầu cho những niềm hạnh phúc lớn lao mà chúng tôi tin là sau này anh chị sẽ nhận được. Không ai tự chọn cho mình những điều không may mắn, nhưng anh chị có quyền chọn cho mình một cuộc sống đầy lạc quan cho tương lai. Chính niềm tin vào cuộc sống, sự lạc quan của anh chị và các con sẽ là nền móng vững chắc để gia đình anh chị thay đổi diện mạo cho cuộc sống sau này. Đó cũng chính là mong muốn của những người thực hiện chương trình Vượt Lên Chính Mình, những người mà anh chị đã nắm tay và gọi chúng tôi là bạn. Vòng 1 á, gia đình vừa vượt qua được 5 triệu. Rồi tới vòng 2 thì cũng vượt qua được 5 triệu. Còn phần gấp 4 thì được 11 triệu 500. Nói tổng cộng là 21 triệu 500. Lúc mà đang mắc nợ á, thì nói chung là vừa mắc nợ mà vừa con mất. Thì đầu óc con người mình á, cũng như là tư tưởng nó sao tự nhiên thấy nó rối lắm. Thành nói chung nghĩ cũng không được cái gì hết ấy. Bình thường là một cái miếng rối mình văng lên như vậy là hơn 1 phút. Nhưng mà bây giờ đòi hỏi là 1 phút 30 giây mà phải văng lên 3 miếng như vậy là rất là căng. Mình nghĩ rằng không biết mình có vượt qua không. Khi mà mình chiến thắng được thì cái niềm hạnh phúc đó rất là lớn. Quay chương trình là xin cảm ơn tất cả những cái người mà bà con nghèo của cái thôn Tư Chánh á. Họ cũng có những người nghèo, rất là nghèo, nhưng mà khi mà gia đình gặp hoạn nạn thì họ cũng sẵn lòng dang rộng vòng tay để mà chia sẻ với gia đình. Nếu không có xóm làng bà con của nhân dân thôn Tư Chánh thì nói chung chắc lẽ gia đình tôi không đứng vững được như ngày hôm nay. Cho nên qua cái chương trình này, thứ nhất là cho gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con ở trong thôn Tư Chánh. Thứ hai nữa là mong chương trình giúp đỡ những người nghèo trên khắp đất nước á, cũng còn rất là nhiều người nghèo đã vượt lên chính mình như gia đình chúng tôi. Quý vị, như chúng tôi đã nói, niềm tin vào một ngày hạnh phúc và tươi sáng của gia đình anh Ba, chị Nga đã đi được hơn nửa đoạn đường. Đoạn đường còn lại tuy đã bớt chông chênh nhưng chắc chắn là vẫn còn đó những khó khăn trắc trở. Chúng tôi tin là khi đã xóa hết nợ, anh chị đã có thể nhẹ nhàng bước đi những bước đi tự tin và vững chắc hơn. Và anh chị cũng hãy nhớ rằng xung quanh anh chị vẫn còn đó rất nhiều những bàn tay nhân ái đang cùng sẻ chia đến với anh chị.
Để tham gia chương trình Vượt Lên Chính Mình, xin mời quý vị và các bạn hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Công ty Cổ phần Lasta, số 23 Phùng Khắc Khoan, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng đã đến lúc chúng tôi nói lời chia tay cùng quý vị và các bạn. Chương trình kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Cảm ơn bột giặt Omo và bánh kẹo Phạm Nguyên đã tài trợ cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Và đây là chiếc mên đổ chưa hoàn thành. Chị Thúy có nhiệm vụ là đắt cái mên đổ thế này. Bắt đầu! Em Thúy sẽ đang mên đổ mỗi người một công việc, với 7 cái mên đổ bên kia và 1 cái mên đổ bên đây. 5 cái rổ. 5 cái rổ rất là khó khăn ở vòng 2 này. Quan trọng ở bên đây là chị Thúy. Chị Thúy. Để lên!